mã âm ly. Âm ly cao cấp, âm ly thấp cấp, âm ly nhỡ nhỡ, âm ly bình dân, có tất. Có lại bèo có hết các bạn. À, sau đây em sẽ vào em đọc giá cho quý vị ạ. À, quý vị chú ý nhé, khi em đọc giá thì quý vị nhớ cái mã, cái model hộ em tìm hiểu thêm. À, còn đây nó nhiều quá em sẽ đọc nhanh. Còn bác nào muốn phối ghép thì các đôi loa thì liên hệ, âm ly cũng có rất nhiều. Còn trên đây thì có nhiều những dòng âm ly các bác cần thì em sẽ quay cho các bác đây, bởi vì nhiều bác hỏi. Em nói nhanh, em nói nhiều nên em sẽ nói nhanh chứ không giới thiệu nó chậm quá thì nó thành ra nó không hết được hàng. Đấy, bắt đầu. À, bắt đầu từ bên kia đi. Đây, bắt đầu từ bên này. À, còn hàng thì vẫn cứ các bác đợi em nha, hàng đóng đi đều đều cho các bác đây. Tiếp tục ngày nào thế. À, bây giờ mới là buổi sáng, còn buổi chiều nữa. Một lô hàng nữa sẽ đi như này cho bác luôn. Sáng ngày đi một lô rồi, lúc buổi chiều nữa đi nốt. À, sau đây bắt đầu cho các bác này. Đây là chiếc âm ly Metro Show. Metro Show. Con này là âm ly của nước Anh, dòng âm ly England, made in England. Metro Show. Chưa? Dòng âm ly của Anh. Con Metro Show này có mức giá là 5 triệu 6. 5 triệu 6. À, xuống tiếp tục đó là con âm ly Pioneer i9. À, đối với lại âm ly Pioneer i9 thì các bác cứ tham khảo đi. Con này đánh thì chiều các loại loa luôn. 5 triệu 9. Đèn tia. Xuống tiếp tục phía dưới này. Đây là lau chưa sạch, lau đi đấy, lau sạch hết. À, đây là con Rothel. Dòng Rothel này là âm con Paul Rothel RB980BBX. Con này mà đánh loa Anh thì mê rồi. Quý vị nào đang có loa Anh BMW kép rồi là một số dòng loa cây, loa cột, con này đánh cho thì quý vị mê luôn. Rothel 9 triệu 9. Xuống đến phía dưới. À, đến phía dưới đây. Đó là con âm ly Pioneer SA710. Con này đánh nhiều loa lắm, các loại loa luôn. Mặt phay nhôm trắng Pioneer này. Đây, Pioneer SA710. À, con này có mức giá là 5 triệu 9. Xuống đến phía dưới, đó là con Head Kids. Các bác chú ý nha, con này là con Head Kids AR29. Các bác nào gọi thông cảm giúp thôi, giờ thì em đang quay bài rồi. À, đây là con Head Kids AR29. AR29 ấy. Được chưa? Head Kids AR29. Và volume to nhỏ này. Con này chưa lau chút nào đâu nhá, lau dọn đi các bác, lau dọn này. Hàng cam về chưa lau được này. Bẩn nguyên. Headkit AR29. Con Headkit AR29 này 9 triệu rưỡi. Vỏ ngồi gỗ vát vóc hết. Xuống dưới cùng, đó là con âm ly Pioneer. Con này là hàng khủng, sai khủng hết này. Con âm ly Pioneer SX838. Quý vị chú ý nhá, đồng receiver SX838 12 triệu 9. Sang đến bên đây, con này gọi là vừa âm ly, vừa CD, vừa MD, vừa giải mã. Con này phải nói luôn là 5-6 chức năng trong một. Đúng chưa? Đây, giải mã luôn, optical luôn đây. Hai con, mức giá 9 triệu 9 một chiếc. À, báo cáo quý vị là con này này, cái thứ nhất này, nó là âm ly. Quý vị nhìn thấy âm ly chưa? Âm ly là 1 này, tuner radio ấy là 2 này, CD là 3 này, MD là 4 này, giải mã nữa là 5. Được chưa? Hai con này giống hệt nhau. Mức giá 9 triệu 9, báo cáo quý vị 9 triệu 9. Con này quý vị chỉ cần mua một con này về, mấy một đôi loa nữa là nó vừa làm âm ly, vừa làm CD, vừa làm giải mã. Nó cho tóm lại là nó ôm hết cho quý vị, 5 trong 1. Mức giá 9 triệu 9 thì nó là quá rẻ, trước nó toàn 11, 12 triệu thôi các bác ạ. À, xuống đến con phía dưới này, đó là con Pao
Onkyo. Ở đây là con Pao Onkyo, em mới cho nó nhỏ lên cho anh ấy. Pao Onkyo. Con này con Pao Onkyo, con này xem nào. Cổ A cổ B này, có cái cổ A cổ B luôn. Chưa. Hoen. Con Pao Onkyo quý vị chú ý này, nó có model đây. Pao này, Onkyo có model. Quý vị nào cần chi tiết thì gọi model. Này còn chưa lau dọn này. Đấy, đấy. Lau cái sạch ngay. Onkyo M5130. Này chưa lau. Lau sạch hết. M5130. Mức giá 4.8 triệu. Xuống đến đây, đó là combo head kit. Con này hàng chả biết là các bác cái nhóm hàng hóa nào, con này hình như em quay rồi này. Đây con này, quý vị nhìn nhá. Đây đây, còn bật nguyên này. Này, lau cái hết luôn này. Lau cái hết luôn nhá. Thì ở đây, cái viền này. Đấy. Lau hết luôn, hàng cam nó còn thế mà còn chưa lau dọn đâu. Đấy. Tất cả đẹp lắm, đẹp lung linh. Đâu rồi? Bảo bỏ cái điện thoại vào trong cái hộp cái. Ấn im lặng đi. 11.800 với lại combo head kit này, dòng cổ được chưa? Đây là con head kit này, head kit này, model con này thế nào? Model nó dập đầu cho quý vị nhìn, nó bị mờ trong đấy rồi. Đây, head kit model bao nhiêu đây? AZ33A. AZ33A. Phía dưới này xem quý vị nhìn này. Nó hơi mờ. Model 33A này. Đấy. Hồi gỗ tất. Chắc chắn đằng sau nó sẽ có rồi, nhưng em hơi vướng, muốn ra đằng sau quay. Đây này. Được chưa? Hai con hết kit thì các bác nhìn này. Mới có hết model đằng sau ngay mà. Gì có không đâu. Đây này, tem chắc nó còn nằm hết trong này này. Này. Nó còn tem hết, các bác chả phải lo đâu. Đây này. Đây này. À, đấy là combo head kit. Combo head kit này có mức giá vừa báo cho quý vị rồi, 11.800. Con này mê luôn. Xuống dưới này là con Omni Nico. Con Nico. Con Omni Nico này có mức giá là 5.800. Nhá, 5.800. Con này FM108 luôn. FM108. Con này thì dòng Omni Nico. Nico NR819. Hồi gỗ hết, có hai bên hồi gỗ tất, có hồi gỗ. Đấy, 5.800. Xuống đến dưới này. Đó là con hàng sai khủng. Lukman. Lukman 58A. Con là Lukman 58A, quý vị nhìn kỹ hộ em đi. Lukman 58A. Chưa. Con này mà đánh JBL thì phê lòi. Phê lòi tuyệt vời, mức giá 14.800. Sang bên đây, đó là con âm ly Gunling. Gunling. Âm ly Gunling. Gunling, được chưa? Con âm ly Gunling. Ta con này mức giá 6.800. Con này size rộng lắm. 1, 2, con này size 60. Gunling, được chưa? Sáu triệu tám. Xuống dưới đó là con âm ly Pioneer. Con Pioneer này, con Pioneer SA7000. Đây là băng dính nhá, đây là băng dính, các bác lau đi, băng dính hết. 3.900. Riêng Pioneer đánh loa nào, hầu như loa nào nó chơi sáng lắm. 3.900. Bác nào xuống thích dưới cassette, con này cassette hai đèn vu vẩy rất là đẹp. Cassette đây. Băng cassette. Trời. Con này hai đèn vu vẩy rất đẹp, đánh đẹp hay. 3.900. Riêng con cassette này đánh cực kỳ hay, đèn vu vẩy đẹp lắm.
xuống phía dưới này, tiếp tục với con Gunning tiếp. Con Gunning này mức giá 7,9 triệu. Hai con đều receiver, con trên lại receiver, con dưới này cũng là Gunning receiver. Đây, receiver R25. Này lau đi này, chưa lau đâu. Các bác lau. Lau đi. Lau hết đi đây này. Các nhìn em lau này. Các nhìn em quay này, nó bẩn này. Đấy. Hàng chưa lau đâu. Gunning R25. Con này cũng size 40, 40 hay 42. Không, 38 thôi. 1 2 38. 38 con này. Con này mức giá 7,9 triệu. Gunning Omni của Đức. Xuống tiếp tục dưới cùng đó là con GVC. Con GVC này size khủng. Quý vị chú ý những con mã này, quý vị được cần chi tiết hơn, quý vị hãy nhập model của nó vào. Đây là con GVC dòng receiver này. Receiver 4VR5445. Quý vị nhớ nhé, cần chi tiết nhập này, receiver nhập là GVC 4VR5445 vào Google ra hết những thông số con này để biết chi tiết hơn. 14,9 triệu. Con này mức giá 14,9 triệu. Sang đến bên này thì dòng đầu giải mã này thì đã giới thiệu cho quý vị rồi. Con 59ES này ngày trước toàn 8,99 triệu thôi. Hàng cao cấp giải mã đắt. Hàng cao cấp bây giờ 7,9 triệu nhé. Nhập được tóm tóm lại là từ cuối năm ngoái đến bây giờ là toàn số mức giá 7,9 triệu thôi, bởi vì em nhập về tận gốc rồi. Sang đến tiếp tục con Omni Pioneer. Pioneer dòng receiver này SX3400. 3400 monitor có hết system ra radio đến 108 luôn này. 5,5 triệu. 5,5 triệu. Xuống dưới này là con Omni Omni của Nga. Con này là con Omni Nga. Các bác nào đánh S50B, 90BD, 90 trơn em nó đây. Tóm lại bác nào thích đánh loa Nga đây. Omni của Nga. Con này là con Omni của Nga, đọc thì đọc khó lắm. Tiếng không đọc được. Đọc cuối cùng là có chữ Y 71111. 7 3 số 1 cuối cùng. Đấy, 7 3 số 1. Omni Nga xịn luôn. Bao hoạt động tốt, chất âm tốt hết cho quý vị. Mức giá 8,9 triệu. Xuống tiếp tục đó là con Omni Chio. Con Omni Chio với con Omni Kenwood thì quý vị có thấy nó khác nhau gì mấy không? Hai cái hãng thương hiệu Chio và Kenwood này nó không khác nhau tí nào cả, nó cùng một lò của nó ra thôi. Nhiều bác chúng chỉ Chio Kenwood, nó hai thằng này nó phối hợp nhau. Nó sáp nhập thành một nhà máy đấy, Chio Kenwood. Hai con này nó không khác nhau một chút nào, chả khác cái gì cả. Nó chỉ khác về đúng cái volume thể hiện là hai con này hai cái mã nó khác nhau. Con Chio trên này nó vẫn là con Kenwood thì thôi. Nó hai mã hãng nó sáp nhập vào nhau. Chio này KA7006 5,8 triệu. Con dưới này mã nó thấp hơn, KA4006 4,8 triệu. Còn hai con chức năng y như nhau, mặt phay nhôm trắng giống hệt nhau từ cái cần gạt, tất chả khác cái gì, chỉ khác nhau về model vậy thôi. Và cái logo của con này đặt mép đây, con trên này đặt giữa, con cao hơn. Mức giá một con 5,8 triệu, hồi gỗ hết, hai con đều có hồi mã gỗ tất ạ. Số dưới tiếp theo nữa đó là con Sansui AU Alpha 607. Hàng này đẹp lắm các bạn, để chưa lau đâu, em chưa lau đâu, cái trên này các bạn nhìn này. Đấy đấy, lau đâu đen nhánh đấy. Con này phải bao đẹp như mới luôn, 5,9 triệu. Sansui Alpha, AU Alpha 607 bao hàng đẹp như mới luôn, lung linh chưa. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Thôi bật hết ra nhà chưa. Sang đến đây đó là con Omni Đờ Nông. Con này 390AE. Con Omni Đờ Nông này là Omni Đờ Nông 390AE 3,9 triệu. Xuống tiếp tục con loa KRH, con Omni KRH. Con này các bác đánh loa cổ thì mê người luôn này. Đánh loa KRH, đánh loa AR, đánh loa Fisher, rồi tóm lại là đánh các dòng loa cổ của Mỹ. Riêng Omni KRH đánh loa cổ Mỹ khỏi phải nghĩ. 10,9 triệu. Receiver rất đẹp. Tiếp tục xuống với lại con Pioneer. Đây là con Omni Pioneer 4 cho anh. QA80A. Con QA80A mặt phay nhôm trắng, tất cả hàng đẹp. Mức giá 4,8 triệu. Xuống dưới tiếp tục đó là con Omni Onkyo. Onkyo Intera A755MK2/70. Mức giá 5,9 triệu. Onkyo đều má gỗ hồi gỗ hết. Mấy con trên đều má gỗ hồi gỗ hết.
Con dưới cùng cũng hồi gỗ, đó là con Reatic chuyên trị lò Mỹ đây. Reatic con này, con Reatic này nó đời cao, đèn tia, đèn số, đèn tia đây, nháy tia hết. Con này 10.900.000, nó là con Reatic. Reatic vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị một số mã âm ly khủng còn nhiều lắm. Các bạn bác nào thích khủng, một số âm ly em đang test hàng đây, em đang test ở trên này, bác nào thích âm ly khủng có đây. Âm ly khủng thì hiện tại là em đang để test bài đây. Thì âm ly khủng con phi vây này thì nó trên 10 triệu rồi. Con này là con Pao phi vây CS800, Pao phi vây. Con này là hơn 10 triệu, 13.800.000. Sang đến đây, đó là con Yamaha này. Yamaha này là cũng chuyên để đánh loa Nga, test loa. Con Yamaha này, mã model 400 thì nó chỉ đánh dầm tầm dòng loa của anh, loa vừa vừa phải thôi, loa nhỡ thôi, chứ không đánh loa to được. CR400 đấy, được chưa? Mức giá 5.800.000. 53 đây là cái thời gian trước em khuyến mại Tết. Con này em chuyên để đánh loa anh, để test loa. Nó đánh dòng loa tầm trung bình, tầm vừa, loa nhỡ, chứ loa to quá nó không đủ công suất, được chưa? Đấy, loa nhỡ và loa buxel. Ok. Xuống dưới này là con âm ly Rothel, cũng chuyên trị loa anh, được chưa? Rothel nó đánh được nhiều lắm. Rothel. Và tiếp tục dưới này nữa là đó là con âm ly đèn của Thi Văn. Âm ly đèn của Thi Văn. Con này đã được thay bóng rồi, đó thay bóng Mỹ rồi. Đèn Thi Văn hơn chục. Và cuối cùng nữa đó là con âm ly này, còn chưa thèm lau quá, nhìn này. Lau là cái gì, hàng nó đẹp lắm đây này. Con âm ly của em đấy, nhìn chưa? Ui trời, đẹp lung linh. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn. Nói thật luôn, con âm ly này đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đẹp không thể nào nói được nữa, không biết diễn nào nữa. Con này là con âm ly Pioneer. Này em quay rõ để cho các bác nhìn. Này em lau bụi tay, lấy tay lau bụi cho các bác nhé. Âm ly Pioneer 4 receiver QX9900 108 luôn. Ôi giời, ba đèn vu. Con này 4 đèn vẫy cả 4 luôn. Phải nói luôn là đẹp lung linh. Đẹp như cậu với mợ luôn. 4 kênh, 4 đèn vu. Đánh nhập phù phù luôn. Chưa? Mức giá 17.900.000. Đấy là mấy con âm ly này hay để đánh test loa. Được chưa? Còn đây giải mã em đang dùng đây. Đây là con giải mã Pioneer N50. Có khiển. Hay dùng con này có thể dùng nhạc từ USB được này. USB vào nó cũng giải mã. Nhạc từ TV xuống nó cũng giải mã. Nhạc đẩy từ iPhone, iPad, điện thoại vào nó cũng giải mã. Con này 3 trong 1. Mức giá trên 10 triệu. Đấy em đang dùng. Được chưa? Ngoài ra thì đầu CD Philips đây có báo giá rồi. Con đầu CD Philips này, con CD 930 Philips có khiển 4.800.000. Xuống con cả CD cả âm ly Marantz báo rồi. Con này cả CD cả âm ly Marantz cũng 4.800.000. Con này đánh được cả loa luôn nhá, có âm ly nhá. Nó là âm ly luôn, vừa âm ly vừa CD, 4.800.000. Được chưa? Xuống dưới cùng đó là con Pao của Rothel. Hotel model là 970BX 5.800.000. Được chưa? Thôi còn nhiều lắm. Thôi hẹn quý vị ở clip sau đi. Loa bãi thì còn nhiều. Còn đây, loa tay về rất là nhiều. 1, đôi 2, đôi 3, đôi 4, đôi 5, đôi 10 chiếc. 10 chiếc. Đấy. Loa này cho các bác làm loa tay, loa lời rất là thích. 10 chiếc loa tay Onkyo. Công suất 30W một chiếc, một đôi này 60W. Các bác thoải mái làm loa lời nhé. 500 một đôi. 250 một chiếc. 500 một đôi, các bác thoải mái làm loa lời. Loa lời con này khỏi phải nghĩ. 500 một đôi, hàng đẹp keng. 500 một đôi. 1 triệu 4 cái. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau.